lần đầu tiên được đi thăm thủy điện Đồng Nai năm, cảm xúc trong tôi thật là khó tả. Rừng xanh nước biếc, đồi mây chập trùng, những con đường quanh co trên núi, những người thợ đường dây lưng chừng giữa trời mây dưới ánh nắng như thiêu đốt, gian khổ và nguy hiểm vô cùng, nhưng ai cũng tập trung khẩn trương làm việc cho kịp hoàn thành tiến độ công trình. Cuối cùng thì dòng điện thượng nguồn cũng hòa lên lưới điện quốc gia, đem niềm vui đến cho cuộc đời, đem ánh sáng đến cho mọi nhà, đem nguồn điện đến cho các nhà máy sản xuất, các công trình. Xin cảm ơn những người thợ đường dây, xin cảm ơn thủy điện Đồng Nai năm đã tải đầy tình yêu thương đến với tất cả chúng ta. Rừng xanh nước biếc.